Anh nhảy luôn đó hả? Minh Phương xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Đúng là chỉ biết mỗi mình Minh Phương và Phúc Thắng xin chào khán giả. Cùng hai em xin duyên dáng của chương trình. Bọn mình là Fancy Family, gia đình dancer. Bọn mình là Quốc Thuận, Hồng Vương. MC của Vợ Chồng Son. Hy vọng hay là hai chị em mình mở màn ra nhảy giống như hai đứa em này cũng được bộ. Được không? Đó. Em tự tin không chứ chị là không tự tin đó. Trời. Ngồi đi ngồi. Coi như là xinh gái đẹp trai quá. Vô. Anh nhảy luôn đó hả? Minh Phương xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Đúng là chỉ biết mỗi mình Minh Phương và Phúc Thắng xin chào khán giả. Cùng hai MC duyên dáng của chương trình. Bọn mình là Fancy Family, gia đình dancer. Bọn mình là Quốc Thuận, Hồng Vương. MC của Vợ Chồng Son. Yeah. Hy vọng hay là hai chị em mình mở màn ra nhảy giống như hai đứa em này cũng được bộ. Được không? Em tự tin không chứ chị là không tự tin đó. Không, em nói chung là đó giờ là cái gì em cũng giỏi hết á, chỉ có nhảy là em hơi kỳ thôi. Vậy thôi hả? Thôi hai đứa ngồi đi. Không, nhưng mà phải nói rằng là gần 10 năm rồi thì các cặp vợ chồng son ra đều chỉ có một cái kiểu giới thiệu nó giống nhau. Nhưng mà đây là lần đầu tiên đó. Một cặp vợ chồng mà lên mà có một cái sự giới thiệu mà đột phá như thế này. Đề nghị quý vị đang xem đài vỗ tay. Em cảm ơn ạ. Bây giờ chúng ta quay trở lại đến cái phần chính của chương trình, đó chính là mời hai bạn giới thiệu lại. Lời đầu tiên cho phép con xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình và hai MC ạ. Con xin phép giới thiệu trước. Con là Phương. Công việc hiện tại của hai vợ chồng con là sáng tạo nội dung trên nền tảng số ạ. Content creator. Con sinh năm 99 ạ. Thế còn con? Xin chào cô chú ạ, xin chào khán giả. Con là Phúc Thắng ạ, sinh năm 1991 ạ. Hiện con và vợ con cũng đang là những nhà sáng tạo nội dung số ạ. Ngoài ra thì con cũng có một đang hiện tại đang kinh doanh một trung tâm nhảy, đào tạo nhảy cho trẻ người lớn và trẻ con ạ. Vậy hả? Nhưng mà các con là ở Hà Nội hay là ở trong Sài Gòn? Dạ, dạ vâng. Ở Hà Nội ạ. Hà Nội. Tức là từ Hà Nội bay vô đây để tham gia chương trình. Trời dạ vâng ạ. Quý vừa sáng nay ạ. Gửi em bé cho ông bà để cất cánh vào đây luôn ạ. Chị hả? Em bé luôn rồi hả? Dạ vâng. Em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Bọn con mới có bé đầu lòng được gần 1 tuổi. Thôi ơi. Đúng là gia đình dancer có khác chưa gì mà vóc dáng ai mà biết là con có con đâu. Đúng rồi. Không hề biết, rất là bất ngờ luôn á. Bây giờ kể cho chú nghe coi cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau. Và lần đầu gặp nhau thì ấn tượng về nhau ra sao nè? Cái này chắc là con muốn lắng nghe từ chồng con, tại vì bọn con chưa có cơ hội để mà tâm sự với nhau là lần đầu anh gặp em anh thấy sao. Lần đầu tiên thì bọn con gặp nhau là cũng cái duyên trong một cái cuộc đi cà phê với bạn bè thôi ạ. Thì một cái bạn của con có dẫn Phương đến ạ. Cảm nhận đầu tiên của con đối với Phương là một cô gái cũng khá là xinh, cái phong cách và cái cá tính khá là mạnh mà cũng hơi kiểu trẻ trâu một chút ạ. Trẻ trâu một chút ạ. Cá tính là cũng trẻ trâu. Như vậy là mấy năm, cách đây mấy năm rồi con? Từ năm 2018. Hồi đấy là con đang vẫn đang đi học cấp 3, đang ôn thi đại học ạ. Thì chả trẻ trâu nữa. Thế mà chị không bảo em trẻ trâu. Nếu em học cấp 3 thì em không trẻ trâu thì em thế già với ai? Chú này. Rồi thì sao ghê. Nào? Dạ vâng, đấy thì cũng gặp nhau hôm đấy, sau rồi thì về cũng không liên lạc gì. Chỉ là gặp nhau tình cờ đấy thôi. Nhưng mà mãi về sau này thì mới có một cơ duyên, đó là sau này thì khi mà vợ con học đại học ấy ạ, trong giai đoạn học đại học thì có xin vào làm giáo viên ở trung tâm mà con đang mở đó. Thì đấy, cơ duyên đấy là từ đó thì hai người mới tiếp xúc với nhau nhiều hơn ạ. Nhưng mà là con là trước đó là con đã có đi học nhảy rồi đúng không? Dạ vâng ạ, trước đó thì con có hoạt động nghệ thuật ở trong các nhóm nhảy. Con có tham gia biểu diễn và tham gia dạy các lớp cá nhân. Khi mà con đăng ký gọi là casting vào làm giáo viên của trung tâm, chồng con gọi là sếp của con hồi sợ đó. Nhà eo bé xíu như thế mà eo làm giám đốc rồi, sợ thì quá dữ. Thì đó là mối quan hệ đồng nghiệp đấy ạ. Con thầy vợ bạn gái cơ quan. Nhưng mà nói nghe nè, cái lần đầu tiên mà con gặp bạn này chú giám đốc gặp giám đốc, con có ấn tượng gì về cái chú giám đốc này không? Ra là con nghe chồng con bảo là gặp con thấy con trẻ trâu là con hơi thất vọng ấy. Tại vì ấn tượng của con là con thấy anh rất đẹp trai. Con cũng có biết trong giới nhảy ạ, thì con cũng có biết tới anh là một anh dancer ở trong nhóm hip hop đó. Nên là con cũng khá là ấn tượng với cái giao diện tương đối là đẹp trai của anh. Thế cô hỏi thật nhé, thế con được nhận vào không? Casting đồ có được nhận không? Nghĩ là phải nhận vào liền chứ. Hay là nó không thèm nhận luôn hả con? Còn hoặc là nhận thì có ý đồ gì thì không biết. Có nhận không? Dạ có. Lương có hậu hĩnh không? Chủ vía là anh mở cho khá là nhiều lớp.
Ồ, tức là anh cho con nhận lớp, nhiều lớp, là đứng nhiều lớp, lớp. Thế đâm ra là tích tiểu thành bão đúng không? Thế một tháng thu nhập tốt. Và khi mà có cơ hội làm việc với nhau thì thấy là cái độ trẻ trâu là nó cũng không phải như cái bề ngoài mình đã từng thấy. Nhưng mà đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu gần gũi với nhau nhiều hơn và phát triển từ tình đồng nghiệp với nhau mà nó phát triển lên tình yêu? Bọn con có một khoảng thời gian gọi là lằng nhằng. Sau khoảng thời gian đấy thì bọn con nhận ra là bản thân hai đứa chưa đủ tình cảm để đi sâu hơn trong cái mối quan hệ này, nên là bọn con đã dừng lại. Và cái quyết định dừng lại đấy thì cũng không được vui vẻ cho lắm. Gần như kiểu một lần mình thất tình ấy, một cái mối tình và nó chưa được đến đích ấy, mình lại càng cảm thấy lấn cấn, mình càng cảm thấy trong lòng mình có cái bứt rứt lắm. Nhưng mà mình cảm thấy cơ duyên chưa đến thì thôi, hai đứa cứ tạm thời dừng lại đã để tập trung công việc. Và bọn con vẫn gọi là tiếp xúc với nhau theo cái mối quan hệ là đồng nghiệp, bạn bè, giúp đỡ nhau bình thường. Sau một khoảng thời gian khá là dài thì bọn con mới đến với nhau. Và một ngày đẹp trời anh rủ đi lễ chùa Hà. Và chùa Hà là một nơi mà các cặp đôi đến để cầu duyên đấy ạ. Ở Hà Nội ạ, vào một cái dịp Tết. Tết thì Điên lại có cảm giác là muốn gặp cô bé này thì mới hẹn cô bé là đi lễ chùa. Sau cái buổi gặp gỡ đấy bọn con thấy là hai đứa dần như là cũng có những cái cảm xúc thật sự với nhau ấy. Thì đấy bọn con cũng đã quay lại và tìm hiểu nhau kỹ hơn ạ. Thế rồi mấy năm sau thì các con quyết định là khoảng nửa năm sau ạ, khoảng nửa năm sau. Nửa năm sau. Và mà con yêu nhau 2 năm thì đến ly kết hôn ạ. Chú hỏi thiệt nha, cái lúc mà cầu hôn con á, bạn ấy có làm một cái điều bất ngờ giống như hồi nãy hai đứa làm bất ngờ cho cô chú không? Anh ấy được cái anh rất là chiều con, nên là anh cũng biết là con rất là thích những cái điều lãng mạn như thế. Trong mối quan hệ của bọn con hồi bọn con còn yêu nhau ấy, thì vì đặc thù công việc bọn con rất là bận bịu. Gần như là bọn con không có những cái buổi hẹn hò đúng nghĩa luôn. Buổi hẹn hò của bọn con là những cái lần tranh thủ đi ăn tối trước giờ làm. Gặp nhau rất là tranh thủ, chỉ là trên cơ quan thôi. Lâu lắm khoảng nửa năm, một năm thì tổ chức một hôm đi du lịch với nhau, gọi là hẹn hò. Còn đâu là bọn con cũng rất là ít khi có những cái điều lãng mạn và những cái thời gian dành riêng cho nhau. Đấy thì anh cũng biết là con rất là thích những cái điều đấy. Đến một ngày sinh nhật của con cũng là sát cái lúc mà bọn con chuẩn bị cưới nhau á, thì anh có tổ chức một cái buổi cầu hôn. Hôm đó thì con cũng lừa vợ con một chút, đó là con thuê 2 căn hộ. Con dẫn vợ con đến một căn hộ và sau đó thì một căn hộ bên cạnh thì là con nhờ các anh em của con trong nhóm để set up. Thì cái căn hộ kia thì căn hộ nó xấu hơn, bọn con đến thì xấu hơn và vợ con thì khá thất vọng, bởi vì là trong một ngày quan trọng như thế sinh nhật mình lại thuê một căn hộ xấu như vậy. Sau đó thì bọn con ra ngoài, bọn con ăn tối, thì trong lúc đó thì các anh em vẫn đang set up ở nhà. Thì sau khi về thì con bảo là hôm nay là căn hộ ấy xấu quá, là người ta đổi căn hộ mới. Thế bọn con ra căn hộ mới thì lúc đó thì bọn con đã xếp sẵn là nến và hoa lung linh rồi. Mở cửa ra thắp hoa. Wow. Hết hồn. Và không nói được câu gì. Lấy nước mắt của vợ con. Rồi sao? Còn có quỳ xuống và nói những cái lời rất lãng mạn không? Dạ có. Nói biểu diễn lại xem nào. Dạ đi. Còn nhớ không? Đấy. Nhớ, con nhớ đấy. Đấy. Nhắc. Rồi. Nào. Bước vào. Và là cả hai cùng bước vào. Gì vậy? Xúc động luôn nha. Em xúc động. Em có đồng ý làm con của cái gì? Em có đồng ý làm mẹ của con anh không? Có. Em có đồng ý làm con của bố mẹ anh không? Một câu nữa, một câu nữa. Câu nữa à? Em có muốn về già rồi vẫn làm công chúa của anh không? Ôi hay thế, dễ thương thế. Dễ thương quá. Nhưng mà con bé này nó có hơi over. Lúc mở cửa. Nó giữ lại mà đó con ha. Nhìn lại thì mình phải. Lúc đó anh xúc động không? Anh ấy lần đầu tiên con nhìn thấy giọt nước mắt của đàn ông cũng vào giây phút đấy ạ. Mà con khóc mà đúng không? Dạ vâng, hai đứa. Vậy được rồi. Và sau đó là cưới liền luôn. Dạ vâng. Nhưng mà như vậy là sau đám cưới chắc có lẽ là cuộc sống của hai đứa cũng không thay đổi gì nhiều. Có áp lực gì không? Trendy như vậy đúng không? Về bề nổi thì là mọi thứ vẫn rất là êm đềm. Và con thực sự là hiện tại thì con rất là hài lòng với cuộc sống gia đình của bọn con hiện tại. Tuy nhiên thì khi mà đã là vợ chồng với nhau rồi ấy, cũng có rất là nhiều sự thay đổi. Có chuyện vui, có chuyện buồn. Và từ những cái câu chuyện đấy thì bọn con càng ngày càng trưởng thành và lại gắn kết với nhau hơn. Nó cũng có rất là nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời của bọn con. Có thể kể một vài cái. Díp dụ đi. Cuộc sống hôn nhân của bọn con thì lúc thời gian đầu thì bọn con ở chung với cả bố mẹ. Mọi thứ cũng rất là đơn giản, trôi qua rất là nhanh gọn lẹ thôi. Tại vì là nhà bố mẹ xây. Ăn uống cơm bữa hàng ngày là bố mẹ lo, bọn con không có cái gánh nặng gì hết. Nhưng mà cũng xảy ra một khoảng thời gian Covid một khoảng thời gian rất là dài. Anh thì làm kinh doanh ngoài, con thì cũng là làm về nghệ thuật. Thời gian đấy thì anh cũng có làm trong nhà nước nữa. Tuy nhiên thì cái nguồn kinh tế của đợt đấy của bọn con thực sự cũng khá là khó khăn. Con cũng chứng kiến nhiều đêm là anh cũng thức trắng. Rất là áp lực nhìn thấy một người đàn ông đến cái ngưỡng 30 tuổi khi mà sự nghiệp trong tay thì đang lung lay. Vợ thì vừa mới cưới. Cuộc sống chưa ổn định thì con biết là anh có rất là nhiều áp lực. Nhiều đêm thức trắng và từ đợt đấy là
da rẻ sạm đi, rồi người gầy tọp hẳn ra, nhìn yếu ớt hẳn luôn. Sau khoảng thời gian Covid đấy thì kinh tế đã khó khăn thì chớ, thì bọn con lại mang bầu. Thì cũng... trong khoảng thời gian đấy thì cái trung tâm của con cũng phải dừng hoạt động. Đúng rồi, từ 3 cơ sở xuống là... còn có 1 cơ sở. Con có khi nào mà khóc không? Con thấy chồng con khóc không? Chúng con ôm nhau khóc luôn đấy ạ. Và có những lúc là bất lực, hai đứa đợt bất đó lực. Thì trong cái lúc mà Covid thì vợ con ở nhà cũng xây kênh TikTok ấy ạ. Thì đợt đấy cũng có nhiều áp lực, là con thấy vợ con là bị nhiều cộng đồng mạng người ta kiểu nói những lời không hay ạ. Bởi vì thời đấy là lúc mẹ con, vợ con là vừa bầu nhưng mà lại vẫn kiểu quay TikTok là nhảy nhót thứ ấy ạ. Thì cái dư luận trái chiều người ta lại nghĩ là thế là mình đang làm cái tổn hại cho đứa bé, rồi không bảo vệ sức khỏe của mình. Người ta có những cái lời nói nó không được tích cực cho lắm. Vâng, là chỉ là nó còn dư luận. Con cũng thấy là thương bọn con ở trong giai đoạn đấy. Cũng từ cái khoảng thời gian đấy mà bọn con cũng được mở ra nhiều cánh cửa. Tức là bên cạnh những lời nói thị phi thì vẫn có những người luôn yêu mến và ủng hộ con. Sau đấy thì khi mà con sinh em bé sau một khoảng thời gian thì bọn con quyết định là xây dựng kênh Fancy Family, là một kênh về gia đình. Thì bọn con đã thay đổi công việc sang làm nhà sáng tạo nội dung. Bọn con có nhiều cơ hội hơn, được nhiều người biết đến. Ôi, chúc mừng các bạn. Vâng. Bây giờ chúng ta đến cái phần kia đi. Chương 2, sau hôn nhân đó có một số vấn đề mà lúc yêu giấu rất kín, chỉ khi vừa ở với nhau thì mới loại ra. Loài tật xấu đó có không? Cũng có nhiều. Con thì con thấy anh ấy có rất là nhiều điểm xấu, nhưng mà tuy nhiên thì những cái đấy nó cũng không quá là ảnh hưởng nhiều đến tình cảm đôi bên. Nó chỉ là những cái điểm xấu mà khiến con bực mình trong cuộc sống hàng ngày thôi. Xấu lắm, ngoáy mũi này. Ngoáy mũi, khoan từ từ. Chú thì lâu lâu chú vẫn hay ngoáy, thấy không? Nhưng mà không thể nào là gọi là tật xấu, là bởi vì nó ngứa. Nhưng mà kiểu đây là ở nơi công cộng, xong rồi mình đi làm việc, mình gặp đối tác cứ ngoáy mũi, xấu hổ chết thì được. Xong rồi tự nhiên đẻ con gái ra, con mình chưa được 1 tuổi thấy nó cũng như này. Ngoáy mũi luôn, không bố. Thấy bố nó ngoáy, nó ngoáy theo. Rồi ngoáy mũi này, rồi ngáy ngủ này. Mà đúng thật, ngáy ngủ là đến cưới rồi mới biết là ngáy nha, chứ hồi yêu là không có biết. Hồi yêu là hình ảnh tốt đẹp lắm. Con ý lớn hơn với lại sếp nữa. Thì có hay lèm bèm, có hay đây con đang định nói. Như con cũng hay bảo là anh như già, ông già đấy là cái kiểu hay cảm giảm ấy ạ. Một vấn đề mà nhai đi nhai lại, xong rồi ví dụ mà đang đi trên đường, xong kiểu nhìn thấy một cái sự kiện gì đấy ngoài đường, xong anh cũng cứ phải bình luận, trong khi cái việc đấy nó không liên quan đến mình, nhưng bản thân con thì con sẽ không quan tâm. Anh ấy cứ phải kiểu như can thiệp vào, xong anh bình luận rồi anh cảm giảm, sẽ anh nói đi nói lại và anh nói một mình luôn á. Không cần biết là có người đáp lại không. như vậy bạn này có một cái thuộc tính gọi là cộng đồng á, sống vì cộng đồng nhiều không? Đúng, có thiệt. Vâng. Những người có thuộc tính đó là không có thể bỏ qua bất kỳ một cái chứng tai gai mắt hay là bất kỳ một cái gì được, là phải chuyện gì cũng phải nói. Phải nói về cái cảm xúc của mình mà ngay nói không liền. Cần người nghe. Nói không cần người bao chia sẻ. Có đào hoa không con? Đấy thì cái đặc điểm đấy thì lại khi cưới về anh lại khá hơn, anh lại ngoan hơn. Như ngày xưa hồi yêu nhau thì anh rất là đào hoa, rất là nhiều người thích anh, mà anh đôi khi con phải ghen. Con lúc nào cũng phải nổi cái máu hoạn thư lên với anh ấy, tại vì anh không biết giữ khoảng cách với người khác giới. Suốt ngày đi comment dạo, rồi gái xinh ở đâu cũng thấy add friend dạo, mặc dù mình có người yêu rồi, không biết giữ gì hình ảnh gì hết. Bây giờ thì sao? Bây giờ ngoan rồi ạ. Thôi thì được rồi. Uốn cây từ thủa còn non. Hết rồi. Được không? Bây giờ Phương mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Thực ra thì bọn con chỉ mong là bản thân bọn con trở thành cái phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Không có ai hoàn hảo cả. Con cũng khá là hài lòng với chính bọn con của hiện tại. Và hài lòng với chính cuộc sống của bọn con. Tới còn bọn con thì con thấy là cái có cái tật xấu là hơi nóng tính, kiểu hay nói chồng trước mặt mọi người. Nói bé đó. Nói bé thế, nói to đây không biết không bắt được đâu. Vâng, đó là hơi nóng tính một chút ạ. Vâng, nên là có gì là không để trong bụng được, phải nói luôn. Là một cái thứ hai đó là ở trong nhà thì đồ đạc ở đâu cũng thấy đồ đạc của bọn con. Cụ thể là trên giường có, ngoài sofa có, bất kỳ đâu trong phòng tắm cũng có. Bừa bộn. Vâng. Thấy chưa? Hai tật xấu thấy chưa? Hai tật rồi thấy chưa? Gan dạ nhỉ? Tôi nhìn tôi tưởng là không gan dạ, hóa ra rất gan. Đó. Thêm nữa nào? Vâng. Có một tật nữa là hay thích các idol Hàn Quốc. Đặc biệt là anh J-Park. J-Park. Rất hay bật clip lên xong rồi xem xong rồi xít xoa. Đẹp trai thế. Đẹp trai lắm. Vâng, đấy, hai năm các idol. Rồi nấu ăn thì sao? Con không nấu ăn ạ. Cái này là đang là con cầm cờ mà. Nấu ăn sao, nói đi. Nấu ăn thì vợ con nấu ăn cũng ngon nhưng mà lười vào bếp. Nấu cũng được nhưng mà người nấu thì thường là con. Rồi bây giờ mong muốn Phương thay đổi điều gì? Dạ con thì cũng như ý của vợ con thôi, đó là cũng muốn luôn là cái bản thể tốt nhất của mình. Thực ra chính mình sẽ là người mà thấy được những cái điểm xấu của mình cũng như điểm tốt của mình và phát triển lên.
Thì con cũng mong muốn là hai vợ chồng cùng nhau nhìn nhận ra cái đấy và cùng phát triển. Ok. Đấy thì chắc chắn là nó phát triển rồi. Thôi, nói chứ cảm ơn hai đứa nha. Tụi con bay từ ở ngoài kia vô tham gia với chương trình vậy là vui ơi là vui rồi. Đó, thành ra là không biết nói gì hơn là chỉ có chúc tụi con hạnh phúc. Chúc cho cái kênh gọi là gia đình Fancy Family. Fancy Family của tụi con càng ngày càng nhiều surprise. Cảm ơn yêu thương. Rồi, cảm ơn hai con. Dạ. Chúc dạ, em là Nhi, em làm nhân viên văn phòng. Năm nay em 30. 30. Dạ. Thế còn em tên là Hùng, năm nay em 33 tuổi và em đang làm ở công ty kinh đô. Bánh à? Bánh à? Bánh kẹo. Chắc có lẽ là cơ duyên là Nhi đi mua bánh rồi gặp Hùng đây đúng không? Em quen anh ấy là do tình cờ trên mạng. Em với ảnh thì đều tạo một tài khoản trên đó chơi game rồi có cái con ma cắn qua cắn lại cắn nhầm anh ấy. Thực ra thì cái con ma nó tạo theo đối tính của người đăng ký. Em thì ma đực và dạ em là con ma cái. Con ma cái tên gì? Con ma cái lúc đó tên là Yến Nhi luôn anh. Nhưng mà hai bạn cắn nhau một thời gian bao lâu ở trên mạng thì gặp nhau ngoài đời? Khoảng một tháng. Rồi gặp nhau lần đầu tiên ấn tượng về vợ mình như thế nào? Hụt hẫng ngay lần đầu gặp mặt nha. Hụt hẫng như điều gì? Giống như bị tụt cảm xúc luôn. Tại vì nghe cái tên Yến Nhi thì với lại nói chuyện qua điện thoại thì nghĩ là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn dữ lắm. Nhưng mà khi gặp thì mập, chân ngắn không dài như tưởng tượng. Nhưng mà không như mong muốn. Tại vì cũng lỡ gặp rồi. Lỡ rồi anh. Lỡ luôn. Nhưng mà Yến Nhi, ấn tượng của em khi mà gặp bạn này có bị lỡ như bạn không? Không, em thì không lỡ. Tại vì trên đó ảnh có ghi rõ là anh vừa lùn vừa mập. Thì em nghĩ là vừa lùn vừa mập thì chắc là cũng không có xinh xắn gì chứ. Đúng rồi, thật thà anh, tôi có sao nói vậy anh. Nhưng mà trời ơi, phát hiện ra là chẳng những lùn mập mà còn đen lắm. Đen hơn bây giờ. Trời, đen hơn nhờ nhiều. Giờ em mới trắng anh. Thường đó người ta nói câu á, lỡ thì phải lánh, đúng không? Thì phải bỏ chạy luôn, hay sao lỡ lại đâm đầu vô. Dù gì mình nam giới lịch sự anh, ai lại bỏ về vậy kỳ quá. Với lại cũng tham gia một cái hội khá là lớn trên hẹn trưa, lúc đó lên đó bêu rếu mình thì làm sao mình quen cô khác được. Em lỡ rồi nhưng mình tiếp chuyện lịch sự luôn. Chị cảm giác là biết là lỡ không như là cái điều mình suy nghĩ, nhưng mà ít ra em phải tìm được ở vợ em một cái điểm gì đó để mà em phóng lao thì em theo lao chứ. Dạ đúng rồi, giờ em nói chuyện cũng dễ thương, cũng thiệt tình cũng được. Tức là bù cái ngoại hình thì có cái tính thật thà. Thì sau đó thì chia tay về nhà thì bắt đầu lên mạng tiếp tục là nói chuyện và làm quen cho mạng tiếp tục nữa. Yến Nhi với chồng em á thì là lúc mà tỏ tình á thì ai là người tỏ tình đầu tiên? Ảnh là bị em ép tỏ tình á. Bị ép tỏ tình. Tại vì đi chơi hẹn hò thì coi như là hai người ngầm hiểu là yêu nhau rồi. Nhưng mà ảnh chưa nói gì hết. Bỗng một hôm cái chị coi trong công ty em nhỉ, ủa quen với Hùng gì nó tỏ tình mày chưa? Nói, hình như chưa chị. Mày không kêu nó tỏ tình lỡ một mốt nó bỏ mày rồi nó nói. Tôi chưa tỏ tình mà. Em nhắn tin cho ổng liền á. Ủa anh, vậy anh tỏ tình em chưa? Cái ủa. Khi mà bị nhắn cái tin đó thì em trả lời sao? Khá là sốc anh, tại vì em không nghĩ là sẽ tỏ tình và cũng không nghĩ là mình phải tỏ tình với người yêu của mình khi mà hai đứa đã ngầm hiểu là quen nhau rồi. Tối hôm đó có đi chơi cũng tỏ tình, tuy nhiên là có một sự lực ép nhẹ nhẹ. Sự ép nhẹ đó phải không? Nghĩa là ý khó chịu là... nhẹ, có khó chịu không? Cũng khó chịu nhẹ nhẹ. Hai bạn yêu nhau thì bao lâu rồi mới cưới? Tụi em quen nhau khoảng 6 tháng là quyết định cưới. Rồi hai bạn là cứ yêu nhau rồi tới với nhau thôi. Dạ. Tức là năm nay mình lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, cũng 3 năm mấy. Ba năm mấy. Dạ. Lúc lấy xong rồi so với cái lúc mà yêu nhau thì lấy nhau vui hơn hay là lúc yêu vui hơn? Cứ Nhi rồi thì có nhiều cái bất ngờ trước rất là nhiều. Ví dụ? Em cứ nghĩ là Nhi ở nhà sẽ nấu ăn rất là ngon, nhưng mà thực tế thì chứng minh nó là ngược lại. Mà còn một cái điều mà anh muốn hỏi, muốn vợ em ghen anh. Trời. Phải có chuyện em mới ghen. Có lửa mới có khói chứ em nói gì. Bữa em tình cờ thì ảnh đòi cho anh mượn cái smartphone của em đi. Em xài đỡ của bác một bữa đi. Thì đổi xui cho ảnh chưa kịp phát nhắn. Em mở ra em coi nào là chúc em ngủ ngon rồi cái này đấy nọ. Em đợi đó, em nói gì hết, đợi cả nhà ngủ hết tối em mới xử. Hỏi mãi không trả lời, em tức lên em về phòng đóng cửa lại. Tí nữa nghe gõ cửa qua xin lỗi em, khai thật với em là vậy anh đi massage vậy đó, anh lỡ dạy thì ra đó là gái massage chị. Gái massage. Thực ra thì thời điểm đó bà xã em đang có em bé thì cũng khá là bức bối trong người. Em cũng không biết tại sao người ta có số điện thoại của em nữa. Cái này thì cũng quan nhẫn rồi cho sao điện thoại chứ mình phải cho số người không ta mới biết. Thực sự là em không biết chị, cho anh hỏi nha, cái đó là thói quen của em hay là do là vợ em có bầu lúc mang bầu? Cái đó là lý do anh chứ không phải là thói quen. Lý do đúng không? Bây giờ còn chưa có không? Cho đến giờ thì em chưa biết, chưa phát hiện chứ không, em không dám chắc là không có được. Không, cũng có thể là hết rồi mà cũng có thể là có kinh nghiệm rồi giấu em. Không, cái này hết rồi. Bữa xui cho em xem đổi điện thoại chi vậy?
cần cái smartphone nó để làm gì? Tại vì khi mà đi thị trường với nhân viên thì em cần cái smartphone để chụp cái hình ở những cái cơ sở kinh doanh của khách. Thì em mới đổi. Xui xẻo mà chưa bình thường kịp xóa. Thì em xóa hết rồi mà mới xui sao còn lại. Cái tật xấu của chồng em á, ngoài cái hái hoa bắt bướm nó ra còn gì nữa không? Chị em gọi là cấp cao thủ rồi anh. Kêu là gì ban chủ gì đó cho nó rồi, em cũng không biết nữa. Đó. Ban ngày đi làm, ban đêm về có thời gian chơi game nữa không? Ôm laptop chơi đến 2-3 giờ sáng. Mê game từ lúc mà yêu vợ hay là lấy vợ xong rồi mới mê game? Lúc trước khi cưới vợ thì em đã làm ban chủ rồi. Có khi nào trong thời gian mà em làm ban chủ đó có những lúc em quên luôn vợ không? Có sao anh? Có thì... quên sao? Khi mà em lên phòng để em chuyện mình lấy cái laptop sang chơi game á là em thấy một cái mùi rất là thơm nè. Em nói sao? Sao bên này phòng thơm quá ta? Thấy treo sẵn cái áo ngủ rồi. Cái áo ngủ đó là em cái màu đó em rất thích nữa. Màu gì? Đỏ mà đỏ mưa. Nó mỏng như cái mềm vậy đó. Là em thấy là mỏng như cái mềm. Cái mềm là sao mỏng như cái von chứ? Em cái von đúng rồi. Mặt như hốc mặt vậy đó. Phải, nhưng mà thôi, sắp đến giờ chơi game rồi. Sao vậy em? Bữa đó là công thành chị ạ. Công thành là sao? Công thành là qua chiếm thành đó. Vậy đó hả? Có nghĩa là chẳng thà công thành còn hơn là công vợ. Công vợ. Coi nổi giật. Mà em chờ lâu không? Chắc 2 tiếng mấy, 3 tiếng cũng không thấy. 11, 12 giờ cũng không thấy. Bao nhiêu cảm xúc tục hết rồi. Thành công cốc luôn. Mà em nghĩ sao vậy? Mở mà đem tới miệng mèo rồi mèo còn không chịu là sao? Lúc đó đang là ban chủ nữa, sao bỏ đi được? Trách nhiệm của mình mà. Còn bà nói vợ thì công nhiều đêm. Còn công thành chỉ có một tuần có được có đêm 2 đêm thôi. Tuần có 1 ngày là để chiếm cái thành đó thôi. Dạ đúng rồi. Em là hay chơi game. Vậy thì vợ em có thật xấu gì không? Học đậu với đoạn đồ của con thì thay ra gom thì 10 món thì gom thiếu 2-3 món. Trên đường đi từ trên lầu xuống dưới nhà thì nó rớt vương vãi. Mỗi lần em bực con hay là vui vui? Lúc đầu thì cũng cười cười vui vui, nghĩ là tối nay có chuyện hai chồng nói rồi. Riết thì cũng bực với chị, tại vì ông bà nội thì người gốc Bắc cũng khó tính. Cho nên con vô mà đoạn quá thì còn không được. Còn cái gì nữa không? Hay chụp mũ em, ví dụ mà đàn ông với phụ nữ lắm. Là sao? Hay quên với chị. Vẫn còn ghen. Vẫn còn ghen hả cưng? Cứ đi 9-10 giờ mới về thì đương nhiên mình phải ghi thôi. Em nói sao, chồng em đi 9-10 giờ mới về, vậy là em còn diễm phúc đó chứ. Còn cái chuyện mà 11-12 giờ đêm là bình thường. Em thấy giờ đó khách hàng nào làm giờ? Chỉ có mấy khách hàng kia mới làm thôi. Sao chị cười vậy? Tại vì vậy nè, chị tưởng á là cỡ phải qua cái giờ đó em mới về thì là ghen là đúng rồi, nhưng mà còn nếu như lời em nói 9-10 giờ thì cái giới hạn đó còn cho phép được. Bây giờ này chị hỏi nè, cái điều mà em muốn nhất ở vợ em á thì em muốn vợ em làm gì? Bớt hậu đậu đi một chút, nấu ăn ngon tí nữa. Có mong muốn cái điều gì khác đâu? Nếu như được nữa thì chăm sóc cho mình ta đẹp hơn. Chắc là em thích nhìn gái đẹp đúng không? Anh có thích nhìn gái đẹp không? Thích chứ, con gái đẹp cũng vậy thôi. Không được, cái đẹp ai mà không thích nhìn. Đúng dạ. Trời, chị còn thích nhìn con gái đẹp nữa mà. Thế còn em, nếu đúng như rồi. Em mong muốn chồng em thay đổi. Em mong ảnh nghĩ luôn cái game là em mừng nhất. Bỏ hẳn game là chuyển qua chơi gì? Phải chơi, chơi với con. Chơi với con còn phải chơi với vợ nữa chứ, trời đâu có được. Chơi với vợ có chị. Ở đây người ta nói cả nghĩa đen với nghĩa bóng đó nha. Dạ. Tối có thời gian mà hai vợ chồng tâm sự với nhau để mà em muốn cái gì à, anh muốn em sao các thứ, phải có cái thời gian đó chứ còn không thì hai vợ chồng giống như hai người bạn trong căn nhà thôi. Không phải là riêng với gia đình em đâu, gần như nó là một cái tình trạng chung của tất cả các cặp vợ chồng ở cái thời đại gọi là công nghệ phát triển đó. Coi như mỗi người ôm một cái cõi riêng của mình, gọi là cái cõi ảo đó. Bắt chồng em bỏ hẳn bỏ không nổi đâu. Nhưng mà em chia bớt cái thời gian đó cho vợ em. Đừng có chỉ là mình nghĩ mình trả bài xong, mình nghĩa vụ xong là xong, không có đâu. Thực ra thì người phụ nữ nhiều khi người ta không cần cái đó nữa. Người ta cần cái khác. Cần cái sự sẻ chia nhiều hơn. Em cũng rất là cảm ơn chương trình. Tại vì từ lúc em đăng ký chương trình đến giờ thì hai vợ chồng có nhiều thời gian tâm sự với nhau nhiều hơn. Còn một điều anh muốn nhắn nhủ với em là thường người phụ nữ sau khi sinh con rồi thì thân hình sẽ nảy nở hơn chút xíu, mà nhất là với đấng ông chồng của em cũng giống như anh, nói chung là đàn ông cái đẹp. Ai cũng thích cái đẹp. Đôi khi mình lo công việc, mình lo con cái mà đôi khi mình quên chăm sóc cái nhan sắc của mình. Thì đôi khi nó cũng dễ dẫn đến cái chuyện là ông này ông lén phén. Thì bây giờ thử về tập thể dục đi, cho body mình nó săn chắc là nó đẹp để quyến rũ ông này thì chắc chắn sẽ tuyệt vời với mình hơn. Xin cảm ơn hai bạn. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Thôi này là phải gọi bằng con cháu rồi. Khoan, chưa xưng tuổi, chưa nói tuổi. Bây giờ nhìn là biết tuổi nhỏ rồi. Tuổi nhỏ rồi, bây giờ nè, đố ông Mai, ông đoán. Ủa ông quên rồi, ông gì quên rồi. Ông Mụ. Ông Mụ, ông đoán tuổi hai đứa nhỏ này coi nè. Chắc khoảng chừng 20 mấy. Khoảng chừng 20 mấy luôn. Đúng không?
Dạ không ạ. Không chơi đánh khoảng đâu. Đánh khoảng. Thôi giới thiệu đi. Thì thôi giờ con giới thiệu đi. Dạ con tên là Phạm Đức Thành, năm nay con 27 tuổi tính cả tuổi mụ. Thì hai mấy đó là 27 đó. Không, vậy là nó nhỏ quá, nó trẻ. Tức là có cái cặp kia là các bạn kia mới 26 thôi, nhưng mà nhìn bạn cứng cỏi giống như 30 vậy đó. Ừ. Còn con 27 mà nhìn con như 22 á. Đó. Nghĩa là trẻ hơn trẻ hơn số tuổi con quá nhiều luôn. Rồi Đức Thành là 27 tuổi, công việc gì và đang sinh sống ở đâu? Dạ, tại là con đang làm hát nhạc rap. Dạ và làm kỹ thuật viên phòng thu. Con đang sinh sống ở quận 10. Dạ. Quận 10 đường nào? Ở đường Nguyễn Giản Thanh. Nguyễn Giản Thanh là gần với nhà chú. Dạ, gần nhà cô nói thiệt, con hồi xưa là cô không hề biết nhạc rap, cô không nghe được nhạc rap, nhưng mà từ khi cô coi Rap Việt tự nhiên cô rất là thích rap. Dạ. Con có thể rap một bản được không? Con có thể là souvenir cho cô với lại chú Thuận một vài câu đi. Đó. Vô. Vô. Vô bây giờ cái không gì nữa đây biết. Nè. Nè, nhìn nè, đó. Tum. Respect. Đúng rồi, đó. Mời. Con sẽ rap một đoạn mà con sáng tác trong ngày cưới con luôn nha. Ok, quá hay luôn. Yo. Con có quyền đứng lên nha, con không cần phải ngồi nha. Thôi con ngồi đi. Quần tây vest xanh anh diện hết ở trên người, mang theo bó hoa kèm theo đó một nụ cười. Hôm nay anh không xề xòa, tóc tai phải gọn gàng, nói cho mọi người biết là hôm nay anh chọn nàng vì cuộc sống anh vất vả. Không biết được sau này, như có em là tất cả, anh chẳng ngại việc hao gầy trao cho em rất nhiều quà. Lời hứa khi về già còn nhiều thứ chưa từng trải thì cứ để khi về nhà. Hôm nay ta vui, đắm say trong men cay, thuyền ta đi bao xa nhưng hôm nay đã cập bến. Nhịp nhàng ta hát với hạnh phúc khi con tim ta trao nhau cho đôi môi kia thật nồng cháy. Ôm em trong tay, nói to cho em nghe, tình yêu bao lâu nay anh tìm kiếm, mình cùng nhau bước trong khoảnh khắc yêu thương kia không vơi đi, để cho đêm nay hai ta nét gay. Hay quá, hàng ngàn khán giả đang vỗ tay kìa. Dễ thương. Rất hay. Quá, tự nhiên không khí nó náo nhiệt sớm lên liền chị. Sớm lên liền. Đây là số thứ một, số một trong ngày quay đầu tiên đó. Rồi bây giờ tới con này. Dạ, con tên là Hải Yến, năm nay con 19 tuổi. Ở Việt Nam mình đón hai mấy đó. Bởi nãy tôi nhìn nó là tôi nói phải gọi là con thôi. Mình đón hai mấy cái bé đó. Dạ, không tới đâu. Sao nè, 19 tuổi là sao nữa nè? Công việc. Con làm dạ, gì nè? Con đang ở nhà. Dạ, nội trợ. Nội trợ thôi? Dạ. Vậy hả con? Tôi còn tưởng là bé này mà nó hát bolero, cái lặng bài bolero là phấn chấn tinh thần liền. Con biết hát không Yến? Dạ không. Không biết hát luôn. Ủa, tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được gần một năm ạ. Một năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà các con gặp nhau? Có phải đi coi nhạc rap xong rồi gặp ổng, cái đầu là ổng thấy dễ thương quá, cái ổng cua con không? Dạ con cua ổng. Nhưng mà con cua như là đi coi ổng hát hay sao? Dạ con đi coi ổng hát. Bữa nay mụ hay quá, mụ hay quá, đúng không? Mụ đoán hai lần trúng hai lần. Làm hay như quá là quay trở lại đó, quay trở không lại à, vợ chồng trước không mùa đây. Trước mùa dịch á là chú Thuận đoán 100 câu là trật 105 câu, con không bao giờ trúng một câu nào. Mà sau dịch quay trở lại nãy giờ là bao nhiêu câu là trúng bấy nhiêu câu. Lợi hại cái năng lượng hơn nó bơm vô người. Rồi con nói tiếp nè. Dạ đợt đó là anh á ở Hải Phòng, xong rồi làm show ở trong Sài Gòn. Thì con lại không biết anh này, không biết nhóm của anh này luôn. Nhưng mà anh của con thì lại là được nhóm anh này mời, làm khách mời nên là đi theo. Thì... Ủa tại sao anh con lại được làm khách mời của nhóm này? Dạ anh con là vừa là MC vừa là rapper. Dạ. Có phải là Hoàng rapper không? Sao thấy vừa làm MC mà vừa làm rapper thì chỉ có Hoàng rapper nữa. Dạ thì gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm. Dạ nói chung là sau ngày hôm đó là về sau rồi mới nói chuyện, tầm khoảng một tháng thì comment trêu đùa nhau trên Facebook thôi ạ. Nhưng mà con thì lần đầu tiên con gặp bé thì sao? Thực ra cái hôm đấy là con có đi với cả bạn gái của con, người yêu cũ, thì con cũng không để ý lắm. Là cũng không để ý lắm, tại xong rồi về sau thì con nhìn lại cái ảnh hôm chụp show ấy thì con mới nhìn ra bạn này, thì lúc đấy con đã chia tay cái bạn kia rồi. Thì con mới kiểu lúc mà làm quen trên Facebook cũng có cái link Facebook, xong rồi nhắn tin, xong rồi comment đùa trên Facebook, thế từ lúc đấy mới quen nhau. Nhưng mà con nói con cua anh là cua làm sao? Dạ con kiểu comment trên Facebook rồi con kêu là kêu ảnh vô Sài Gòn đi, con nuôi ảnh. Vậy đó hả? Rồi cái vô ảnh nuôi con luôn. Thì lẽ nhiên là anh mới nuôi con rồi. Chứ con làm gì. Ủa con, có nghĩa là khi mà con nói con gặp ảnh con không ấn tượng gì. Dạ. Vậy thì tại sao con lại chủ động con cua ảnh? Dạ tại nhìn ảnh thấy ghét quá.
Nhìn anh chị Châu á, nhìn kiểu loi choi quá chị. Chắc con già dữ, con già trâu dữ. Lúc đó chắc con 18 tuổi rồi sao? Gu của con thích kiểu kiểu già dặn chút xíu, kiểu trưởng thành nha. Mà bữa đó là anh mới hai, kiểu anh mới về Sài Gòn xong rồi kiểu nhạc hip hop, nhạc rap thì kiểu nhìn loi choi, nhìn kiểu nó hơi ké tính một chút xíu á. Xong rồi chứ kiểu... anh mà già sao anh làm rap được con? Con tưởng tượng đi chú mà rap kỳ lắm á. Rồi rồi bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có những cái buổi hẹn hò đầu tiên? Không, tức là nhắn tin mà trêu đùa nhau á, bao lâu thì bắt đầu mới có những cái mà nó thuộc loại đi sâu sắc hơn về tình yêu, là bắt đầu thả thính nhau mà về yêu đương á. Có nghĩa là từ lúc mà con đi vào Sài Gòn con làm việc, vào trong quận 10 con làm việc phòng thu rồi thì bắt đầu con mới hẹn Yến sang ngồi nói chuyện. Nhưng lúc đấy con cái ý con muốn là muốn giới thiệu Yến cho em, một đứa em ở phòng thu của con cơ, chứ không phải là con đang tán Yến. Dạ, thì đấy thì thằng em đấy nó mới bảo là để em tán, nhưng mà 7 ngày hoặc 1-2 tuần sau nó không tán được. Xong rồi thôi mày để tao tán cho mày xem. Thế thì lúc đấy thì con mới nói chuyện với Yến kiểu nó thân mật hơn một xíu. Xong rồi có kiểu cũng bảo là người yêu người đương các thứ này, thì lúc đấy chỉ nói vui qua lại thôi. Nhưng mà về sau hai đứa kiểu như là gặp nhau xong rồi đi chơi xem phim xong rồi yêu lúc nào không biết luôn. Con bắt đầu gục ngã ảnh vào lúc nào, cái thời điểm nào con còn nhớ không? Dạ không, tại vì cứ hai đứa cứ kiểu là nói chuyện bình thường vậy đó, xong rồi yêu hay là cưới cũng không có tỏ tình, không ai nói với ai hết luôn, kiểu nhưng như mọi chuyện nó cứ xảy ra. Nhưng mà con biết là ổng là làm mai con cho cái người em đó không? Dạ biết, bữa đó là con có qua chơi thì con đi xe rap qua, thì sau khi mà qua xong thì con đi về thì anh này không chở con về mà nhờ em của anh chở về, là con kêu gì kỳ quá. Là bữa đó về con giận mấy ngày con không nhắn tin luôn. Xong rồi về sau đến bữa 2 tháng 9 thì lại vừa là sinh nhật của ảnh thì anh mới rủ con đi Cần Giờ chơi. Thì đi Cần Giờ xong về bữa đó là mới kiểu hòa. Dạ là coi như tụi con cứ êm đềm yêu nhau vậy thôi. Nhưng có cái hôm nào mà con tỏ tình không? Ít nhất con cũng phải có một cái câu nói là làm bạn gái anh nghe hay là như thế nào? Con có chứ, nhưng mà bình thường thì con rất là ngại nói chuyện trực tiếp ấy. Mình hay viết lên lời rap nhưng mà khi nói chuyện trực tiếp thì rất là ngại, nên là con hay nhắn tin. Cũng có nhắn mà cũng có mà làm người yêu anh nhé các thứ. Rồi là... Tiếp là gì? Rồi không thì hỏi là có nhận lời không? Dạ, kiểu con cứ lơ lơ đi. Kiểu con nói sang vấn đề khác á. Tại vì con cũng ngại kiểu trả lời như vậy đó. Nên là kiểu hai đứa cứ vậy. Cứ cái đợt mà đi Cần Giờ đó là mấy đứa đi, là đi hai đứa hay là đi mấy đứa? Dạ, có đi chung với anh là anh chủ của anh Ngắn. Nghĩa là sau cái chuyến Cần Giờ nó về là con hết giận ảnh. Dạ. Là bắt đầu là thân thiết đúng không? Dạ. Rồi sau đó bao lâu, nó phải có một cái cột mốc, nó phải có một ngày rồi là chính thức là hai đứa quen nhau, đúng không? Chắc con hay nghĩ là bữa Cần Giờ. Dạ đúng rồi, con nghĩ là cái hôm đi Cần Giờ là cái hôm chính thức để là kiểu con yêu. Cũng lấy cái ngày đó là ngày kỷ niệm yêu luôn, tại đúng vì rồi. Nó cũng không có cột mốc nào hết nên mà con nghĩ bữa là bữa đó đi Cần đó Giờ này. Về có nắm tay nắm chân gì không, có cả cả gì không? Có đi ôm ấp các thứ chứ. Vậy rồi dính rồi. Vậy là bữa kỷ niệm tình yêu là đúng rồi, là ngày hôm đó là đúng đi. Rồi cho khỉ ăn rồi cả cả tay chân rồi đúng không? Rồi rồi sau đó là yêu con... nhau bao lâu? Tức là yêu nhau bao lâu thì tụi con quyết định là đám cưới? Con yêu từ tháng 9, từ mùng 3 tháng 9 là ngày sinh nhật con cho đến tháng 2 cưới thì là tầm mấy tháng, 6 tháng. 6 tháng. Sao cưới sớm dữ vậy con? Bác sĩ bảo cưới vậy. Sự cố đúng không? Dạ. Mấy cặp rồi đó chị, như là như 8 cặp mà hết, như 6 cặp là bác sĩ bảo cưới. Tại vì bé còn nhỏ mà đúng không? Dạ, lúc đó là con vừa đủ tuổi. Thì con vừa đủ tuổi nhưng mà cái dịp nào mà để cho gọi là có cái sự cố đó xảy ra? Dạ chắc là con nghĩ chắc là đi Vũng Tàu chơi. Để lúc yêu nhau được hơn một tháng là có đi Vũng Tàu mấy ngày. Dạ. Đó cũng là đêm đầu tiên luôn của hai đứa. Dạ. Rồi nói với mẹ, có nói với mẹ không, rồi phản ứng mẹ làm sao? Dạ kiểu con còn nhỏ quá nên là kiểu ba mẹ con cũng sốc quá. Kiểu lúc đầu cũng kiểu hoảng hốt lắm. Xong rồi về sau kiểu ngồi lại nói chuyện thì cũng bình tĩnh ạ. Và quyết định là cưới. Lúc đó thì con thì sao? Về gặp ba mẹ của Yến thì sao? Cái lúc mà vợ con bảo là có bầu thì cũng bảo thế, có bầu thì cưới thôi chứ giờ không còn cách nào khác cả, thì con mới gọi điện về cho bố mẹ, thì bố mẹ con cũng dễ tính.
thì cũng bảo ok, bây giờ mày cũng 25, 26 tuổi rồi thì cưới đi. Thì con mới bảo Yến là nói với bố mẹ vợ đi, nói bố mẹ đi, nói trước đi để anh đi sang anh nói chuyện với bố. Thì Yến nói xong, xong rồi Yến không dám ở nhà nữa, đi sang phòng thu con ở, xong bắt con đi sang bên đấy con nói chuyện với cả bố của Yến. Quá mà. Dạ. Thì con đơn thương độc mã một mình con đến con nói chuyện luôn. Con có ông anh nữa, ông anh thì ông anh họ con ở trong làng trong đây thì cũng là lớn tuổi rồi thì con cũng bảo sang anh người lớn anh nói chuyện. Thì con sang con mới xin cưới mấy bố vợ con thì bố vợ con khóc, bố vợ con rưng rưng nước mắt mà, xong rồi đi ra ngoài sụt sịt đấy, kiểu thương con gái quá, cũng hơi ít tuổi, xong rồi thương quá thì mới khóc, xong rồi ngồi một lúc thì mới bảo thôi bây giờ thì cũng cho cưới thôi chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà kiểu bố chồng và bố con với cả bố vợ con hai tính giống nhau quá nên là hay cãi nhau. Vậy à? Không thống nhất được một cái ngày cưới hay là thống nhất được cưới như nào ấy. Xong rồi cứ bị qua lại nói qua lại, xong rồi bố vợ con bảo thôi không cưới đã. Không cho cưới, bố bực đúng không? Dạ. Bực, đúng không? Dạ. Bố bực không cưới đã, không không nói chuyện nữa. Rồi sao đấy mà thì bố con cũng bảo cưới thì thôi, bố con cũng tắt máy không nói chuyện nữa. Nhưng về sau thì kiểu người lớn thì cũng mình suy nghĩ lại, xong rồi cũng gọi điện cho nói chuyện thì thống nhất là ra ngoài Hải Phòng làm đám cưới. Đấy thì cái lúc mà con xin cưới như thế. Tại vì là ba mẹ con ở trong này là cưới, người thì nói là cưới trong này, người thì cưới ngoài Bắc, nên là kiểu nói qua nhau lại cái vấn đề địa điểm cưới á. Nhưng mà cuối cùng thì mình cưới Hải Phòng. Dạ. Rồi có cưới con trong thì này về quê mượn nhà của ông để cưới ở ngoài Hà Nội. Dạ. Là tụi con là, ủa nhưng mà con gốc Hà Nội hả? Dạ, con người Hà Tây ạ. Thì có cưới trong Sài Gòn không? Dạ không, tại vì lúc mà vợ chồng con cưới xong thì nói chung là vấn đề kinh tế nó cũng khó khăn á. Thì với lại vừa đó là con vừa cưới xong mà dịch nữa. Nên là quyết định là thôi, không có cưới lại. Nhưng mà tại vì quê con Hà Tây hả? Dạ. Ừ, vậy thôi cưới ở ngoài Bắc được rồi, bố mẹ bay ra thôi. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Cô tưởng con người Nam tức là ở miền Tây á thì là mới phải cưới hai nơi chứ còn. Dạ. Rồi nay là được bao lâu rồi cưới nhau? Cưới nhau từ ngày 4 tháng 2. Ngày 4 tháng 2 mà đến bây giờ là 2020 hả? Vâng, con nhớ 2020 bây giờ là 1 năm. Dạ. 1 năm tháng. Vậy là em bé được mấy tuổi rồi cơ? Dạ, được hơn 1 tuổi ạ. Hơn 4 tuổi rồi. Dạ. Rồi sau khi cưới như vậy á, có nghĩa là trước khi cưới là hai ông bố đã có một cái sự hiểu lầm, cũng có giận dỗi nhau. Vậy thì sau khi cưới thì có hai bên có gì xích mích hay không? Hoặc là có những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ không. Tức là tụi con cưới xong là vô miền Nam liền luôn hay là ở ngoài Bắc một thời gian? Dạ, sau khi mà cưới xong thì con bị bệnh. Con bị lao phổi. Trời, bị liền luôn ạ. Dạ, bị cưới xong phát là bị luôn. Là thì cách đó 1-2 tuần nhé. Rồi sao? Thì cái giấy tờ của con cũng bị mất, con đi chơi xong rồi bị mất hết giấy tờ, không bay vào trong Sài Gòn được. Thì ở lại thì hôm sau là đi kiểm tra là bị lao phổi, bị bệnh. Trời. Thì bắt đầu con mới đi con chữa thì vàng bạc bán hết, cưới xong tiền cưới tiền vàng bạc bán hết để đi chữa bệnh. Lúc đấy con cũng không có bảo hiểm nên là rất là đắt. Thì con đi con chữa, đầu tiên là con chưa ra bệnh viện, con đi chữa ở chú là em của bố con, chú con làm đông y chữa. Thì thực ra thì chú chữa cũng giỏi nhưng mà cái bệnh đấy là bệnh trong, không thể chữa kiểu đấy được. Nội. Thì chú chữa lại bị nặng hơn một xíu. Đã. Bị nó cái dịch ở trong phổi con nó bị co lại, người ta hút nó khó. Thì lúc con đi chữa thì con bị kiểu con đi ra cái bệnh viện lao phổi ấy thì người ta chữa rất là khó, người ta hút, người ta đâm kim hàng ngày, đâm kim liên tục. Cứ đâm mấy lần vào để hút dịch ra. Bình thường người ta chỉ hút 3 lần là hết, 5 lần là hết, con hút cả mười mấy 20 lần mới hết. Trời. Đấy thì xong 2 tháng thì cũng hết sạch tiền rồi. Không còn tiền, không còn gì thì nhưng mà ở trong đây vẫn còn công việc thì con mê cố. Kiểu lúc đấy mới nghĩ là bây giờ nghề của mình hát rap mà bây giờ phổi của mình bị như thế cũng bị suy một thời gian nhưng mà con vẫn cố để vào trong đây con làm tiếp. Thì vào trong đây thì phát triển cũng gọi là tạm ổn rồi. Thì từ lúc đấy là con cũng khỏe. Nhưng mà bây giờ cái phổi của con là đã ngon lành hết chưa? Phổi con bây giờ khỏe lại rồi. Con phải trị tận gốc nha, cái phổi này là phải trị tận gốc luôn. Vậy là cái giai đoạn khó khăn nó chắc là vàng vòng tiền bạc rồi chắc. Dạ. Là con bán hết luôn đúng không? Như vậy là cái lúc đó là tụi con cực kỳ khó khăn luôn á. Chồng thì bị như vậy, vợ thì lại đang mang bầu. Có bầu đúng không? Lúc đó cái cảm xúc của con sao con? Con có tuyệt vọng không? Con không tuyệt vọng nhưng mà kiểu con lo quá. Mấy ngày con không ngủ được. Đêm á
Rồi ở trong viện thì hút cái dịch ra rồi còn phải chờ kết quả mà. Người ta nói là cái dịch này còn chưa biết là bị bệnh gì, thì có người thì bị u, có người thì bị ung thư. Hơn, nếu mà hơn lắm là bị lao. Thì kiểu mọi người cứ nói là nó còn trẻ như này chắc chỉ bị lao thôi. Nhưng mà kiểu nhiều người ở trong đó bị ung thư quá nên là con sợ lắm. Nói chung là không ngủ được. Xong rồi về sau đến hôm mà có kết quả thì kiểu mọi chuyện nó ổn hơn chút xíu. Lúc đó là bầu mấy tháng con? Dạ lúc đó con mới bầu hơn 2 tháng. Trời ơi mà nó còn quá nhỏ. Không, nhưng mà cái tuổi nó ngộ lắm em. Cái tuổi là cái bầu nó lại rất tháng, là 3 tháng nó không có vấn đề gì luôn, nó rất là khỏe luôn. Dạ. Đúng không? Lúc đó bé nó còn nhỏ quá rồi mình lại bệnh như vậy. Thì khi mà em phát hiện bệnh như vậy thì Yến mỗi lần như vậy thì có động viên em, hay là lúc đó em thấy Yến như thế nào? Thấy vợ mình là sao? Lúc đấy thường thường thì bị bệnh như con thì người ta không cho về. Con toàn nói dối bác sĩ thôi. Là kiểu con đi về con chữa bệnh ở nhà nữa. Thì buổi tối con mới bảo bác sĩ là cho con ra ngoài con ăn. Nhưng mà con ra ngoài là con đi về. Con không ăn, con đi về nhà để động viên Yến. Tại vì con biết mới lấy xong mà. Thì ở nhà vợ cũng buồn. Thì con cứ chữa bệnh cả ngày ở đấy. Xong rồi tối con lại đi ra con nói dối bác sĩ. Bảo con đi về con ăn. Xong rồi về nhà ngủ đến sáng hôm sau dậy sớm. 5 giờ dậy là phải lên bệnh viện. Thì con cứ như thế trong vòng hơn 1 tháng. Thì về nhà vợ chồng nói chuyện thủ thỉ thì cũng không sao cả. Thì con cũng quyết tâm thôi, quyết tâm là bây giờ mình ốm thì mình phải càng ngày càng ăn uống đầy đủ các thứ vào để cho tăng sức đề kháng lên. Thì con thanh niên mà cũng hồi phục nhanh nên là cũng không sao cả, cũng trải qua được cái đấy. Lúc đó con sợ gì? Trời, con chỉ sợ ảnh nó bị ung thư. Nhưng còn... mà cho đến khi mà có kết quả thì ok đúng không? Dạ. Là mình nhẹ nhàng đi. Dạ. Rồi sau đó thì con bao nhiêu lâu thì con vô Sài Gòn? Sau cái lúc mà con xuất viện xong á. Xuất viện một cái là con vào luôn. Dạ. Trời, vậy là ở ngoài đó cỡ chừng khoảng chưa tới 2 tháng hả? 2 tháng, ở ngoài 2 tháng. Chữa 2 tháng, đúng không? Ôi, là vô luôn, vô xong đâu, Sài Gòn. Người đám cưới xong là 2 tuần sau mới phát hiện bệnh. Dạ. Như vậy là chữa là vỏn vẹn 1 tháng mấy. Thì đó là bạn nói 2 tháng là coi như vô Sài Gòn luôn. Đến khi là con quay vô Sài Gòn là coi như là hai vợ chồng chắc cũng đâu có tiền bạc. Trắng tay đúng không? Dạ. Làm gì còn đồng nào. Rồi ai, bên nào là đơn vị hỗ trợ cho hai vợ chồng con? Thực ra con có một ông anh ở trong Sài Gòn cũng làm phòng thu. Thì con vào con làm cùng với anh ấy. Thì anh ấy hỗ trợ. Anh hỗ trợ con lúc mà hai vợ chồng vào không có tiền là anh ấy hỗ trợ hết. Xong bố mẹ vợ hỗ trợ làm trả dần. Bố mẹ con thì cũng kiểu cho đồ. Ví dụ như những cái vật dụng trong nhà này rồi lương thực. Nhưng mà kiểu bố mẹ con vẫn còn em nhỏ nên là vợ chồng con cũng không muốn nhờ. Rồi bây giờ hai vợ chồng đã có nhà riêng chưa? Hay là tụi con chưa vẫn thuê? Một con vẫn đang bình thuê. Thường. Dạ. Chuyện thuê nhà là bình thường. Tụi con còn quá nhỏ mà. Dạ. Cái đường tương lai nó còn rộng mở ở phía trước mà. Chúng là 20 mấy năm kiếp nhà thuê nè. Mới có nhà đây thôi đó. Chuyện rất là bình thường. Cố gắng phấn đấu lên. Nhưng vấn đề là bây giờ là con ở nhà nuôi con. Là có ai phụ con trong em bé không? Dạ không ạ. Dạ tụi con lo. Con có ở gần bố mẹ không? Ủa rồi giờ em bé đang ở đâu? Dạ con gửi mẹ con. Mẹ đang trong hả? Mẹ con thì cũng đi làm suốt ngày á. Nên là lúc mà con sinh trong cử thì có mẹ chồng con vào chăm. Nhưng mà chăm được 1 tháng thì mẹ con đi về. Tại vì còn công việc buôn bán. Dạ thì mẹ con ở trong này thì lâu lâu mẹ con đáo qua đáo lại. Dạ. Hai vợ chồng có thường xuyên về ăn cơm ké ở nhà bố mẹ vợ không? Không, tại vì con bận quá. Con bận làm quá. Dịch quá bận gì? Trời dịch quá đâu có thu thiết vậy đâu mà bận. Dịch cũng không đi được nữa. Không mà vậy là bé này cũng giỏi nè. Nó nhỏ mà nó quán xuyến mà vừa chăm con vừa ấy là giỏi ghê luôn á. Như vậy phải con thương vợ nha. Con lười lắm. Thôi, bây giờ anh làm hết. Thôi sẵn rồi bây giờ chúng ta vô luôn cái phần cái tật xấu đi kìa. Đó. Để cho cái không khí mình nó sâm tụ lên lại nha. Hồi nãy nó trùng xuống quá, nó drama quá nha. Ủa vậy là vợ con vừa mới nói là con chăm hết, con lo hết kìa. Đúng không? Thì con về con chỉ nấu cơm, nấu nước, nấu cháo, rửa bát. Thế thôi. Lau nhà, giặt đồ, chăm tiền. Con, đó. Kiếm tiền. Coi như đã làm có nhiêu đó à? Liệu có nhiêu đó? Không, cái đó là tính tốt. Còn bây giờ là phần này là phần khui tật xấu. Đó. Thôi bây giờ là cho con trước đó. Vợ con có tật xấu gì không? Vợ con nhiều tật xấu lắm. Cái thứ nhất là lười. Cái đấy là con không thích nhất. Còn tất cả các loại tật xấu khác thì con có thể bỏ qua được. Cái lười con hay càu nhàu lắm. Thì
cái lừa dụ, cái dụ lừa là, con đi về con chưa đến, con làm đến trưa con mới về. Hoặc là nhiều khi làm đêm thì ngủ trưa mới dậy, thì trưa con nấu cơm nhưng con gọi không dậy. Thế con gọi nhiều quá thì quay ra cáu, bảo để yên em ngủ, lười không thèm ăn cơm luôn. Con thì hay sống theo giờ của bố mẹ mà, thì con cũng ngủ theo yên luôn. Con của con dậy luôn, ngủ nướng tới trưa luôn hả? Ngủ cả trưa luôn, cũng không dậy luôn. Thì đấy là cái tính lười con kiểu trẻ con thì con cũng không chấp mấy cái đấy, nhưng mà con tính hai con hay cầu nhau. Tính con thì cầu nhau, vợ con thì hay cáu bẩn. Đấy. Cáu bẩn á, cáu bẩn á. Rồi lười nè, còn gì nữa không con? À, mà chơi game. Khoái chơi game đó. Nít nó phải chơi game thôi. nhiều khi trông con cũng bị stress quá thì chơi game cũng được. Là tại vì chơi game kiểu mình nhập vai của game ấy thì kiểu cảm đỡ cảm giác stress hơn thì cũng được. Còn cái gì tự dưng quên hết rồi. Không còn cái gì xấu hết. Quên tốt. Có gì đâu. Xong là coi như có là... ghen không? Vợ có ghen tuông đó không? Vợ con chúa ghen luôn. Chị Vân nhắc đó. Vợ con chúa ghen luôn. Sao đâu? Con hoạt động nghệ thuật thì cũng kiểu có một xíu fan thì có cả fan nữ, fan nam. Thì các cái bạn mà con hay vào con comment ấy là vợ con xóa hết. Wow. Mà vợ con đặt cái theo dõi, có nghĩa là con comment vào nick của ai thì hiện hết lên nick của vợ con. Tin nhắn thì vợ con nắm được cả mật khẩu Facebook các thứ rồi. Con chỉ chơi mỗi Messenger và Facebook, không chơi một cái mạng xã hội nào khác cả. Thì vợ con nắm cái nick ấy rồi thì con cứ nhắn cho ai là biết hết. Xong rồi ví dụ like, comment ai hay là nếu mà các bạn xinh ấy vào xóa luôn. Đấy là ghen. Con đi diễn ở đâu, bất kỳ một nơi nào ở cái Việt Nam này, Hà Nội, Cần Thơ, tất cả mọi thứ Vĩnh Hy đều phải lôi vợ con đi hết. Không được ở nhà. Mà cô chú cũng biết là bây giờ đi mà mang theo vợ con, cái thứ nhất là kinh tế. Kinh tế nó sẽ bị đôn lên. Cái tiền sâu của mình sẽ không còn được nhiều nữa. Và cái thứ hai là khi mà mang cả vợ con đi thì phải chăm cả vợ con nữa, phải chia đôi cái phần trăm công lực của mình ra, không tập trung vào sâu được. Thì cái hiệu quả của cái sâu đấy nó sẽ bị giảm đi một phần. Đấy thì hai cái đấy là cái ghen ấy, cái ghen là sợ con đi sâu xong rồi quen bạn này bạn kia, vợ ở nhà. Đi đâu cũng phải lôi theo, không chịu. Nếu mà không cho đi thì thôi anh đừng đi sâu nữa. Đấy. Rồi sao chi tiêu trong nhà, tài khoản ai là người nắm giữ? Tài khoản vợ con giữ hết. Coi như là trong có nhiêu tiền là biết hết đúng không? Tại bây giờ đi làm là toàn là chuyển khoản thôi. Dùng một cái, đúng rồi, dùng một cái tài khoản đó, duy nhất một cái tài khoản. Vợ con dùng, nhiều khi khách hàng hỏi con tài khoản đâu, con còn chả có. Thì vợ con dùng hết. Bao nhiêu tiền chuyển hết ở tài khoản đấy. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Có nhõng nhẽo không? Cái đó là tốt mà. À, tật xấu cũng hay nhõng nhẽo, nhưng mà đấy thực ra cũng không phải đáng tật xấu lắm. Đáng yêu, đáng yêu mà, nhõng nhẽo. Mỗi lần mà gây nhau thì như thế nào? Gây nhau vợ con gớm lắm. Gây gớm lắm. Nhìn thấy nhẹ nhàng thấy thế. Cái lúc mà, bực mình mà cáu lên là không để ý một cái gì luôn á. Có thể hủy hoại tất cả luôn. Hủy hoại tất cả mọi thứ luôn. Tất cả mọi thứ luôn. Sao nghe con kể mà chú thấy thương con quá vậy con? Thì sau cùng con vẫn phải xin lỗi thôi tất cả mọi thứ. Tại già quá. Rồi giờ tới con đó. Ừ đó. Con chắc không có gì kể với anh luôn. Chắc kể tốt không quá. Anh hoàn hảo đúng không? Dạ. Tại vì anh làm nhiều thứ cho con lắm chứ. Mẹ con hay nói là chứ giờ mà may quá có ngờ anh chịu được con chứ chắc mà không ai chịu được con luôn. Tại vì con vừa mới đi học xong thì ở nhà với ba mẹ thì không phải làm gì hết. Chỉ có rửa chén rồi quét nhà này kia thôi. Thì về nhà chồng ai cũng kêu là trời, không biết là nó có lo được cho con nó không, hay là có lo được cho chồng con nó không. Nên là kiểu gặp được anh là cưới anh ấy, con cảm thấy kiểu hạnh phúc. Dạ. Nhưng mà rồi, là chú không tin rằng là ổng không có cái tật xấu gì. Con chú cái này hay đi comment hình gái thôi chứ không có gì hết. Rồi công việc của chồng á, là chồng có suốt ngày ở trong phòng thu suốt ngày rồi nhiều khi có khi nào bỏ bê vợ không? Ngày 24 tiếng thì anh ấy ngủ hết tầm 8 tiếng, còn lại là ở phòng thu hết, chắc ở nhà tầm 1-2 tiếng. Dạ, 1-2 tiếng đó là dọn dẹp nhà cửa hoặc là nấu cơm. Thì chồng nãy chồng có tự thú đó, tính chồng thì là hơi cầu nhau, còn đây là cáu bẩn nè, đúng không? Nhưng mà 2 tiếng là hai mẹ con ở trong nhà mình nên vậy đó. Dạ, con thì ở trong nhà.
Rồi tối thì sao? Dạ tối thì con cứ ngủ trước. Rồi cửa thì để đó, anh nó về anh nó tự mở. Dạ, ở ngoài phòng thu có camera nên là không có sợ. Có nghĩa là mở mắt ra thấy ổng đang ngủ trên bàn mix. Yên tâm, coi như là không có. Con chắc con phải đầu tư một cái hình mà giống như là về sáp á. Con đầu tư đi, xong con dụ gắn camera đằng sau lưng gắn tới á. Mà có khi nào làm phòng thu mà không về nhà đúng không? À, dạ có, nhiều khi là khuya quá đúng không? Dạ khuya quá, với lại là có nhiều khi là khách hàng cần bài gấp á. Dạ, là phải trả trong đêm luôn. Tối người ta thu á là đêm phải trả cho người ta, là có khi làm đến sáng. Rồi chồng giờ con muốn vợ con thay đổi điều gì? Con chỉ muốn vợ con thay đổi đỡ lười đi một xíu là được. Kiểu đỡ lười như kiểu vừa con bảo ấy, là chồng dậy gọi ăn cơm thì dậy luôn đi. Đó. Bảo cái gì thì kiểu làm luôn đi. Thực ra nó cũng chả đáng là cái gì đâu, nhưng mà để nó nhiều quá nó bị bực. Trời ơi, thực ra con biết không, bây giờ cái chuyện của tụi con á, mình tưởng vậy á nhưng mà nó phức tạp lắm á nha. Con biết lý do tại sao không? Tại vì vậy nè, ở cái tuổi này của chồng con là 27 tuổi đúng không? Thực ra so với con thì anh lớn hơn con, nhưng mà so với cái mặt bằng chung của những người thanh niên, những người đàn ông thì tuổi này vẫn còn rất là trẻ. Mà cái người đàn ông người ta bắt đầu chín chắn là khi người ta từ 30 tới 40, là trong 10 năm đó là bắt đầu người ta chín chắn, từ sự nghiệp cho tới tính cách cho tới tất cả mọi thứ. Đúng không? Rồi. Còn vợ của con thì lại là quá nhỏ. Tức là vợ của con cái tuổi nhỏ mà bây giờ nó phải cán đáng những cái chuyện như là một người vợ, một người mẹ mà chưa có một cái kinh nghiệm gì luôn. Đó, thành ra là trong khi đó tụi con lại sống nghĩa là hai đứa tự thân lập thân hết, không có ai giúp đỡ, không có gì cả, tự tụi con hết trơn á. Thành ra là ví dụ như những cặp bạn trẻ khác á thì người ta chỉ cần bỏ ra hai cái phần công lực của người ta thôi, nhưng tụi con phải bỏ 4-5 phần, tức phải gấp đôi với gấp ba người ta thì tụi con mới có thể là giống như là đảm bảo tất cả mọi thứ được. Thành ra theo cô á là như vậy, có nghĩa là chuyện nó đã lỡ hết rồi. Cái tuổi của con là tuổi ăn tuổi lớn, tuổi được hưởng thụ, tuổi để được đi chơi ha. Nhưng bây giờ vì cái đứa con của mình nha, con tạm hy sinh khoảng cho con khoảng chừng 5-6 tuổi á, con của con á 5-6 tuổi thì bắt đầu lúc đó con bù lại, chồng sẽ bù lại cho vợ những cái tháng ngày mà có nghĩa là mình không được hưởng thụ cái tuổi trẻ, tuổi con nít của con đó, con nghe không? Đó thì con nghe lời chồng đi, có nghĩa bây giờ con phải tập. Tại vì bắt buộc bây giờ con không thể chối cãi được, con là mẹ rồi, là vợ rồi. Thì con phải học cách quán xuyến gia đình nè, học cách làm sao để gọn gàng, tinh tươm, sạch sẽ gia đình ha, rồi giúp cho chồng về công việc nhà. Con biết lý do tại sao chồng con nó bị phổi á, thì cái vết đó nó rất dễ bị tái lại. Nếu mà bị quá sức là sẽ bị lao lực á. Làm việc quá sức là rất dễ bị. Thành ra bây giờ con phải cố gắng con hỗ trợ chồng con. Con hy sinh cho đến khi con của con 5 tuổi hoặc 6 tuổi đi. Đúng không? Lúc đó mình hưởng thụ lại. Thì trong thời gian đó chồng của con sẽ tạo dựng sự nghiệp, yên tâm để mà tạo dựng sự nghiệp, có bao nhiêu sức lực dồn vô cái sự nghiệp. Thì 5-6 năm nữa, 2-3 năm nữa chứ, thì lúc đó tụi con bắt đầu dư giả về kinh tế. Lúc đó là bù lại hết. Con hiểu ý cô không? Phải cố gắng. Chứ mình không thể nào mà mình dựa vào ai được. Đúng không? Đúng chồng con nó làm hết là có một lúc nào đó nó sẽ bị lao lực. Đó, cho nên cố gắng. Đó, thành ra là cô nghĩ là vợ con sẽ con cố gắng đi, con cố gắng đi, con bắt đầu thay đổi từ bây giờ đi. Con hiểu không? Nhưng mà con phải hứa với vợ là sau này con sẽ bù đắp lại cho vợ con, chứ để tội nghiệp lắm. Đúng mới rồi. Nức mắt ra một cái là vừa lãnh hai cái trách nhiệm quá lớn, vừa làm mẹ vừa làm vợ. Đúng không nè? Dạ. Ha. Cố gắng đi, chứ còn sau này là không mất công là gây lộn rồi kiểu mà, tại vì tụi con còn cái đường tụi con còn dài lắm, con hiểu không? Chồng con cũng vậy chứ, 27 đâu có phải là lớn đâu con. Con hiểu không? Còn mình giữ là giữ cái phần hồn chứ mình không cần phải giữ cái phần xác. Nhưng ví dụ như trong cái trường hợp cô nói nghe, nếu mà con đi diễn xa thì cái việc mà con đem vợ con theo cũng là được, tại vì nó không thể nào nó không thể nào mà yên tâm được khi mà có người chồng hát hay nè, giỏi nè, duyên dáng như vậy mà không kiểm soát được. Nhưng nếu con đi theo chồng thì con phải đảm bảo đừng có làm phiền chồng con,
không được chia sẻ sức lực của chồng con. Vì nó rapper nó cần phải có hơi, nó cần phải có sức thì nó mới có giọng được, đúng không? Thì con lo chu toàn hết về phần hai mẹ con đó, thì như vậy chồng con cũng vui mà con cũng yên tâm, đúng không? Ok rồi, đồng ý không? Đồng ý không? Nhân cái dịp này thì không biết là con có một cái điều gì đó để mà nói với chồng con hay không, con có thể bày tỏ với chồng con hoặc có một cái điều gì đó để mà với chồng, đi. Chồng con thật ra là cũng vừa cưới xong lại trải qua một cái cơn bệnh như vậy và bây giờ đang phục hồi, và thậm chí là vừa phục hồi về sức khỏe vừa phục hồi về tinh thần con... đó. Bây giờ con cần hứa với chồng là con sẽ là một người phụ nữ trưởng thành. Đó. Chồng con rất cần có một cái sự tiếp sức ở con. Đó. Cho chồng con yên tâm kìa nè. Sao hứa trên sóng truyền hình là không mấy đâu. Lời nói bày tỏ tình cảm, một lời hứa tùy con. Chắc là từ hôm nay về thì em sẽ thay đổi. Vì anh vì con nhiều hơn. Đúng rồi, hai đứa đứng lên nói chuyện đi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi chồng đứng lên, cái gì nói với vợ nói nha. Nắm tay chồng nói đi con. Đứng lên. Anh đứng con mà làm sao cho chồng con nó rớt giọt nước mắt là con siêu á. Nói thiệt đó. Thực ra con kiểu hay thô lắm, không kiểu thể hiện tình cảm nha. Thật là cật. Nói đi. Thật là cật nha. Cái gì? Sao? Nói đi con, con nói đi. Như là cảm ơn anh để chịu đựng mình luôn chiều em. Từ hôm nay em sẽ cố gắng thay đổi vì anh, vì con, vì gia đình của chúng ta sau này. Ok, mãi yêu vậy. Đó, trời ơi, quá tuyệt vời. Cái ôm rất là hạnh phúc. Giờ mình tới liền cái phần kia đi em. Tới luôn cái phần như là bút thăm trúng thưởng luôn. Đúng rồi, vô luôn thăm trúng thưởng. Rồi. Có cả thưởng nữa nè.